chung chồng, chung chăn, những bộ ba đặc biệt trong Kimetsu no Yaiba. Hello 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với bữa trụ Weebu Never Die. Chúc anh em có một ngày học tập và làm việc thuận lợi nhé. Đến với Kimetsu no Yaiba, chúng ta được chứng kiến hành trình diệt quỷ đầy khó khăn của Tanjiro. Từ một anh bán than, cu cậu đã phải dấn thân trở thành một sát quỷ nhân để tìm cách đưa em gái quỷ Nezuko của mình trở lại thành người. Trong xuyên suốt hành trình đó, Tanjiro đã gặp gỡ và làm quen được rất nhiều bạn bè mới. Họ cũng đã đồng hành chiến đấu cùng Tanjiro trong vô số những trận chiến sinh tử. Từ đây, Tanjiro cũng dần có được những mối quan hệ đặc biệt. Trong đó nổi bật nhất phải kể đến bộ ba lầy lội Tanjiro, Zenitsu và Inosuke. Một sự kết hợp bất đắc dĩ nhưng về sau đã trở thành biểu tượng của truyện. Tuy nhiên, bên cạnh bộ ba Tan, Ino, Zen, Kimetsu no Yaiba còn chứng kiến khá nhiều những bộ ba đặc biệt khác nữa đấy anh em ạ. Anh em muốn biết đó là những bộ ba nào và đặc biệt ra sao thì hãy cùng mình tìm hiểu ngay ở video ngày hôm nay nhé. Bắt đầu thôi nào! Tanjiro, Inosuke, Zenitsu, bộ ba tân binh lầy lội. Có lẽ bộ ba để lại cho anh em nhiều ấn tượng nhất khi theo dõi Kimetsu no Yaiba không ai khác chính là Tam Tấu, Tanjiro, Zenitsu và Inosuke. Ba tân binh siêu lầy lội nhưng cũng không kém phần tài năng của sát quỷ đoàn. Dù có xuất thân khác nhau, mục đích khi trở thành kiếm sĩ diệt quỷ cũng khác nhau, song họ đã tìm thấy nhau và có một hành trình diệt quỷ cùng nhau vô cùng thú vị. Ngay ở lần đầu gặp gỡ, chúng ta đã thấy được sự bất ổn của team này khi Tanjiro phải đứng ra để ngăn cản thánh hám gái Zenitsu đang cầu hôn một cô bé. Tiếp đó khi cả hai đột nhập vào căn cứ của cựu hạ huyền lục Kyogai, họ tiếp tục gặp đấng Inosuke. Lúc này đã bị nhốt trong huyết quỷ thuật của Kyogai suốt 3 ngày 3 đêm. Điều thú vị là ban đầu hai thanh niên này còn nghĩ Inosuke là quỷ anh em ạ. Chứ người gì mà đeo hẳn quả đầu lợn trông gớm ghiếc thế kia. Và như các đại hiệp trong phim cổ trang đã từng phán, không đánh không quen biết. Sau khi giải quyết xong Kyogai, Tanjiro và Inosuke đã bem nhau một trận khá nhiệt trước khi trở thành bạn của nhau. Từ đây, bộ ba Tan, Zen và Ino chính thức được thành lập. Dù cho có tính cách của cả ba là khác nhau hoàn toàn, khi Tanjiro thì thật thà tốt bụng, Zenitsu thì nhát chết, hám gái, còn đấng thì hổ báo trưởng mẫu giáo. Song thông qua quãng thời gian súng bên súng, đầu sát bên đầu, cùng nhau ăn ngủ, luyện tập và đánh bại những con quỷ mạnh mẽ, tình cảm giữa họ đã dần phát triển, trở nên vô cùng gắn kết. Không những thế, khi đồng hành cùng nhau, từng thành viên của nhóm cũng dần trở nên hoàn thiện bản thân và trở nên mạnh mẽ hơn. Đối với Tanjiro là việc cậu tìm kiếm được những người bạn đáng tin cậy, giúp cậu tin tưởng và hết lòng vì họ. Với Zenitsu, thánh này cũng dần trở nên dũng cảm hơn bởi cậu biết mình còn có những người anh em thân thiết cần phải bảo vệ. Còn với đấng Inosuke, việc đồng hành cùng Tanjiro và Zenitsu khiến cậu dần tìm lại những cảm xúc của con người. Thứ mà khi lớn lên ở núi rừng, Inosuke đã đánh mất nó. Càng về sau của bộ truyện, tình cảm của bộ ba này càng trở nên thắm thiết. Nó giống như cách cả ba đã ôm lấy nhau trong hạnh phúc khi không ai phải chết ở cuộc chiến với Thượng Huyền Lục. Hay cái cách Inosuke chẳng thể nào xuống tay với Tanjiro khi bạn mình đã hóa quỷ sau khi đánh bại được Muzan. Tất cả những thứ đó như chứng minh cho mối quan hệ bạn bè thân thiết của họ. Không chỉ là những phút giây giải trí với những pha tấu hài bẩn bựa, bộ ba này còn đem lại cho chúng ta rất nhiều bài học về tình bạn, tình anh em. Những con người dù không có chung dòng máu, nhưng khi cùng nhau trải qua gian khổ, sinh tử, con người ta sẽ trân trọng hơn những giây phút được ở bên nhau, trưởng thành cùng nhau. Anh em có ấn tượng với bộ ba tân binh này không? Nhớ comment phía dưới cho mình biết nhá! Suma, Makio, Hinatsuru, ba người vợ của âm trụ. Không những đẹp trai khoai to mà âm trụ Tengen còn có hẳn ba người vợ đấy anh em ạ. Vốn xuất thân từ dòng dõi Shinobi, nên khi lên 15 tuổi, Tengen đã được chọn cho mình ba cô vợ. Đó lần lượt là Suma, Makio và Hinatsuru. Cả ba cô gái này đều là những kunoichi và đều sở hữu kỹ năng chiến đấu ở mức khá. Vốn dĩ những kunoichi không được coi trọng, họ chủ yếu đóng vai trò như bia đỡ đạn, có thể chết bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, với ba người vợ của âm trụ thì lại khác, họ được Tengen cho phép ưu tiên mạng sống của mình hơn nhiệm vụ. Điều này xuất phát từ việc âm trụ nhận ra sự thối nát, lỗi thời của Shinobi. Do đó anh đã đưa ba người vợ bỏ nhà ra đi, sau đó đầu quân cho sát quỷ đoàn. Nhìn chung, cả ba người vợ của âm trụ đều vô cùng xinh đẹp, điện nước đầy đủ, lại còn mặc cả váy ngắn nữa, cho nên trông tuyệt vời ông mặt trời luôn anh em ạ. Về phần tính cách, ba người vợ này của Tengen mang tính cách khá tương đồng với bộ ba Tanjiro, Zenitsu và Inosuke. Theo đó, Suma thì vô cùng nhút nhát, mít ướt, hệt như là Zenitsu. Hinatsuru tỏ ra trưởng thành, tốt bụng như Tanjiro. Và Makio thì có phần khá là nóng tính, hổ báo, giống đấng Inosuke.
Có lẽ vì điều này mà anh em thường hay đùa rằng bộ ba Tan, Zen, Ino là vợ của âm trụ đấy. Và dù mang tính cách khác nhau, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, đặc biệt là việc Makio hay quát mắng, đánh đập Suma, song điều đó không ảnh hưởng quá nhiều đến mối quan hệ tốt đẹp giữa họ. Cả ba cô vợ chung chồng nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc. Đặc biệt, ai trong số họ cũng dành một tình yêu chân thành cho Tengen, bởi chính anh là người đã thay đổi cuộc sống cho cả ba người vợ. Trong trận chiến với Thượng Huyền Lục, ba cô vợ của Tengen nhận nhiệm vụ điều tra về con quỷ từ trước đó, song cả ba đều bị Daki bắt được. Nhưng nhờ có âm trụ xuất trận, cả ba cô vợ đã được cứu. Họ cũng đóng vai trò quan trọng ở trận đánh ấy khi di tản thành công người dân và phần nào đó kìm hãm được Yutaro trong chốc lát với những kunai có chứa chất độc hoa tử đằng. Sau khi tiêu diệt được Thượng Huyền Lục, âm trụ cũng chính thức về hưu cùng ba cô vợ của mình. Tuy nhiên, họ vẫn đóng góp cho sát quỷ đoàn bằng các công tác hậu cần. Kanae, Shinobu, Kanao, ba chị em nhà Kocho. Tiếp theo, bộ ba chị em nhà Kocho. Thực tế thì chỉ có Kanae và Shinobu là hai chị em ruột. Tuy nhiên, trong một lần dạo phố, cả hai đã bắt gặp và mua lại Kanao. Sau đó, cô bé đã trở thành em gái nuôi của hai chị em nhà này. Mặc dù nói là em gái nuôi, song tình cảm mà Kanae hay Shinobu dành cho đứa em út chẳng khác nào tình chị em ruột thịt trong nhà. Kanao cũng được hai chị dạy dỗ và hướng đến việc cô bé sẽ trở thành kế tử của hai người trong tương lai. Không phụ lòng các chị, Kanao cũng đã hoàn thiện được hơi thở của hoa, trở thành một kiếm sĩ vô cùng mạnh mẽ thuộc thế hệ siêu tân binh cùng lứa với Tanjiro, Zenitsu, Inosuke hay Genya. Điểm đáng chú ý là việc cả ba chị em nhà này đều có mối thù không đội trời chung với thượng nhị Duma. Tất cả xuất phát từ việc Duma đã giết chết chị cả Kanae của mình, nên Shinobu và Kanao luôn cố gắng mạnh mẽ hơn từng ngày để đợi ngày trả thù cho chị. Và trận chiến đó cuối cùng cũng đến. Shinobu đã chạm trán với Duma ở pháo đài vô cực. Dù rất cố gắng, song cô chị đã thất bại và bị chính tên quỷ hấp thụ. Nhưng đó chỉ là khởi đầu cho cái chết của Duma khi hắn không biết rằng Shinobu đã tích trữ trong cơ thể nhỏ bé của mình tận 37kg chất độc hoa tử đằng. Nhờ có sự hy sinh này của trùng trụ đã mở ra cơ hội cho đứa em út tiêu diệt hoàn toàn tên quỷ với sự trợ giúp đến từ đấng Inosuke. Sau tất cả, Kanao đã trả thù thành công cho hai chị. Về sau, Kanao cũng nối tiếp hai chị mình. Cô trở thành một bác sĩ tài năng, cứu giúp được rất nhiều người. Đó giống như cách mà Kanao tưởng nhớ đến hai người chị và cũng là ân nhân của đời mình. Sumi, Naho, Kiyo, bộ ba bé gái giúp việc của Điệp Phủ. Đây là bộ ba bé gái nhỏ nhắn vô cùng đáng yêu của Điệp Phủ. Công việc chính của họ là giúp việc, thực hiện công tác hậu cần, chẳng hạn như là nấu ăn, trị thương. Phần nào đó là giúp các kiếm sĩ luyện tập hồi sức trong thời gian ở lại Điệp Phủ. Bộ ba bé gái này đặc biệt thân thiết với Tanjiro cùng những người bạn do thời gian mà mấy thanh niên trị thương ở đây là khá nhiều. Không chỉ động viên, giúp đỡ nhóm Tanjiro bằng những việc đơn giản, nhóm Sumi, Naho và Kiyo còn là những người đã gợi ý và giúp đỡ để Tanjiro có cách tập luyện đúng đắn nhằm nâng cao sức mạnh của bản thân. Điển hình là phương pháp để tập trung hơi thở toàn phần, liên tục duy trì trạng thái này sẽ giúp sức mạnh tăng tiến một cách nhanh chóng. Sumi, Naho và Kiyo cũng đặc biệt thân thiện, bằng chứng là họ không mấy sợ hãi Nezuko, mặc dù biết cô bé là quỷ. Sau trận chiến ở làng thợ rèn, khi Nezuko được phát hiện là có thể kháng được ánh nắng mặt trời, ba bé giúp việc của Điệp Phủ đã nhanh chóng làm quen và trở nên vô cùng thân thiết với Nezuko. Họ còn dạy cho Nezuko cách nói chuyện và thường xuyên dẫn cô bé đi chơi. Có thể nói, nhờ có ba bé gái này mà công việc ở Điệp Phủ đã được giải quyết nhanh chóng hơn. Ngoài ra, sự cute của ba cô bé nhỏ nhắn phần nào đã khiến anh em chúng ta có những ấn tượng sâu sắc. Kyogai, quỷ lưỡi dài, quỷ sừng, hội anh em cây khế. Phía trên là những bộ ba đặc biệt nhất theo ý kiến cá nhân của mình. Và để kết thúc video ngày hôm nay, mình sẽ đem đến cho anh em một bộ ba sấm sét, hội anh em chuyên bóp ré lẫn nhau, Kyogai, quỷ lưỡi dài và quỷ sừng. Đây là ba con quỷ xuất hiện trong căn cứ của cựu Hạ Huyền Lục. Thay vì phối hợp cùng nhau tác chiến thì ba thanh niên này chỉ biết tranh giành đấu đá lẫn nhau để giành lấy con mồi. Cũng chính từ điều này mà cậu bé mang hy huyết đã có cơ hội để trốn thoát, khiến cả ba tên quỷ phải tốn rất nhiều thời gian để tìm kiếm. Tuy nhiên đến cuối cùng, ba con quỷ này lại chạm trán nhóm Tanjiro và nhận cái kết đắng. Kyogai bị Tanjiro tiêu diệt, quỷ lưỡi dài bị Zenitsu Mộng Du chém chết trong vòng một nốt nhạc. Thảm hơn là quỷ sừng đụng phải ông thần Inosuke bị chặt cho bốc con mẹ nó hơi luôn. Ngoài ra về phía quỷ cũng có một bộ ba đáng chú ý là quỷ đầm lầy. Tuy nhiên nó chỉ là hai bản thể của tên quỷ này nên mình sẽ chỉ đề cập nhanh qua cho anh em như này thôi nhé. Ok, trên đây là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Anh em ấn tượng với bộ ba nào nhất? Comment phía bên dưới cho mình biết với nhá.
nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ Bựa Trụ nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Như thường lệ sẽ là chuyên mục góc comment. Bình luận của bạn Jamie Carrot: anh làm video hay quá. Hay thì ngại gì mà không một like, một sub ủng hộ anh nè. Cảm ơn em nhiều nha. Bình luận của bạn Văn Thiên Sử: nhà tôi ba đời múa lửa, đến đời tôi múa quạt. Thời thế thay đổi thật rồi, giờ không múa quạt đời không nể anh em nhở. Cơ mà múa quạt thì phải múa cho lành mạnh, chứ múa quạt mà đi hẳn 10 năm như anh Bảnh thì không nên anh em nhá. Bình luận cuối cùng của bạn Thuận Hà: nếu nhà Kamado tham gia sát quỷ đoàn thì không biết Muzan có khóc không nhỉ. Tầm như bố của Tanjiro mà gia nhập sát quỷ đoàn thì có khi Muzan lại núp lùm thêm vài chục năm nữa, chứ mà còn mò đầu ra thì có khi xin vĩnh biệt cụ luôn. Well, 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 thầy giáo Weibo mở shop mô hình anh em ơi. Tới luôn với những mẫu hot hit giá rẻ như cho. Tất cả ở link mô tả nhá. Vô thôi.